Và đây sẽ là trận, tôi nghĩ rằng đây sẽ là trận đấu cuối cùng trong cái vòng ở phía ngoài này trước khi chúng ta tiến được thẳng vào vòng playoff. Và kết quả chung cuộc sẽ ra sao với dây team cùng với cả phố bỏ team? Vòng bảng của đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2018 đang đi đến những trận thi đấu cuối cùng. Và rất tiếc đây không phải là những trận thi đấu quá hấp dẫn. Nhưng những gì mà phố bỏ team thể hiện thì vẫn cho thấy chúng ta thấy được một cái kỹ năng tương đối là ổn. Tức là cũng có những pha thể hiện mãn nhãn với Nakroth cùng với lại cả Ryoma của Swai. Hay là với người chơi đường giữa. Tôi nhớ không nhầm thì trận đầu tiên thì Ryoma cũng là MVP của Swain. Thì với người chơi đường giữa là cầm Jhina và vợ Chaona thì cũng tương đối là ấn tượng với Whis. Thì những trận đấu này thì bên phía Football Team họ đang thể hiện được sự chênh lệch quá lớn so với cả bên phía của Dẹp Team. Chênh lệch. Trong khi đó thì Dẹp Team chắc là cũng hết, tôi nghĩ là cũng quá nản rồi, họ chỉ đánh nốt cho xong thôi. Vì dù họ có thắng hay dù họ có thua thì giải năm nay họ cũng không đạt được một cái thành tích nào cao quá cả. Còn đó là giải MVP cho người chơi nữa, nhưng mà tôi cũng không nghĩ là bên phía Dẹp Team có thể nhận được nó. Thành tích tốt nhất của bên phía Dẹp Team đạt được cho đến thời điểm hiện tại có lẽ là về việc gọi là vượt qua được vòng thăng hạng. Nói đến thành tích thì tôi mới vừa ra tôi kiểm chứng lại thì cần thêm 7 mạng nữa thì Bão mới có thể bắt được so với cả của Kinas. Thế thì tức là trong tuần thi đấu vừa rồi thì Kinas đã có một pha bứt phá ngoạn mục đúng không? Và có vẻ như Bão sẽ khó lòng đạt được danh hiệu này để có thể kế thừa lại cái danh hiệu mà không. Người chơi nếu như trận đấu này Bão làm được là từ 7 đổ lên thì anh ta đạt được. Thật sự là nếu mà như thế, hoặc là Bão có thể kéo dài thêm trận đấu thi đấu nữa đúng không? Thì trận thi đấu này chết này, xong trận thi đấu sau lại chết nữa thì rõ ràng là anh ta sẽ chết nhiều hơn. Nhưng mà thực ra thì nói vui thế thôi chứ Bão chắc là cũng không mặn mà với cái kỷ lục buồn này đâu. Goom đã được vào sân, như vậy là Goom vào sân có lẽ là để truyền thêm cái động lực cho Bão để thực hiện được cái ước nguyện là đạt được kỷ lục của chương trình. Rồi. Tôi nghĩ rằng không phải là cái kỷ lục gì đó hãy ho cho Cam. Nhưng có vẻ như Goom đã từ quê lên rất nhanh để tham dự vào trận đấu này. Tức tốc bay lên. Chính xác. HLN sẽ chọn team bên phía của dây team, xem team đã chọn cho mình đó chính là Violet với sự lựa chọn đầu tiên khi nó được hở ra và thay thế đó là Murat. Trong cái đó từ bên phía của Football Team thì họ đang chọn cho mình đó là Tulen cùng với cả Lữ Bố. Những con bài vẫn rất là quen thuộc thôi. Khi mà hở Murat ra thì chọn cho mình đó là Violet thì điều khá là dễ hiểu với dây team. Như vậy Malok vẫn còn. Malok vẫn còn. Ryoma chọn rồi. Malok, Chaona, Lữ Bố, Wonder Woman và Senel đều còn đó trên sân đấu. Sở dĩ tôi nói đến Malok và Chaona bởi vì hai con bài này kết hợp cùng với lại cả Violet ở một trong một cái thế trận ép đường nó gọi là vô đối đi. Thì thông thường các game thủ chuyên nghiệp nếu mà chúng ta nhìn thấy một cái cặp bài trùng Malok và Chaona này, Violet và Alice chẳng hạn, thì đây là một cái cặp gọi là bất bại ở thời điểm cuối game nếu như đội tuyển của họ không chịu quá nhiều bất lợi. Còn tất nhiên nếu mà tiền đè chết người thì đây lại còn Lorient nữa. Rồi. Mang tính chất gọi là giao tranh tổng rất mạnh. Có vẻ như là bên phía của Dẹp Team đang muốn hướng tới một giao tranh tổng có nhiều cái khả năng vòng và hỗ trợ cho Violet trận phạm thành công. Và thêm cả Alice cùng với thêm những chất tướng kiểu Senel, Wonder Woman, thêm cả Lữ Bố và nữa thì đội hình này của họ đang rất là mạnh. Và Gildu được. Gildu chơi trợ thủ hoặc thậm chí chơi đường giữa cũng hay. Gildu rất tiếc là Gildu đã bị nép rất nhiều ở sau cái đấu trường danh vọng mùa trước. Đó là việc anh ta đã bị tôi nhớ không nhầm thì là cái nội tại của anh ta thì hình như là kích hoạt khó hơn hay như thế nào đó. Sau đó thì Gildu không còn được sử dụng nhiều ở trong cái đấu trường danh vọng và cũng như là bảng xếp hạng bậc cao nữa. Còn trước đó thì Gildu trở nên rất vô đối. Với cái nội tại của anh ta bắn một cái thì đối phương là tận rốn. Phong cách của Thái Lan nè. Đây là phong cách mà có Violet đó thì với cả Lindis. Trương Huy đã bình luận đúng không? Đúng rồi, trận đấu này là phong cách của Thái Lan với đội tuyển. Tôi nhớ không nhầm là Baza Gaming. Baza Gaming đấu đầu với lại cả Bacon. Đúng rồi, và họ thắng được trận đầu tiên với một cái chiến thuật là hai xạ thủ với Violet và Lindis, với việc Lindis đi rừng hoặc là Violet đi rừng. Và đấy là một trận đấu rất áp đảo của họ. Họ áp đảo ngay từ phút đầu tiên khi mà chúng ta nghĩ rằng một chiến thuật nó hơi yếu nhưng hóa ra họ lại khỏe. Và kết thúc cuối cùng sẽ là Wonder Woman. Thế này thì ai đi trợ thủ? Ai? Hai rừng. Ai mới là người đi trợ thủ? Hay là... Hai rừng. Mỗi người ăn mạch. Xong rồi tấn công thẳng sang hai. Thế nhưng mà địch mà đến cướp thì làm nào? Thì lại gọi nhau về và gọi người khác ra hỗ trợ. Có khi lại mất cả hai mảnh rừng cũng nên. Thì đây sẽ là những cái chiến thuật
Hoặc là ngày xưa tôi có chứng kiến một game thủ ở bảng xếp hạng bậc cao có thi đấu Thanh Dũng gì đó thì phải. Đây rồi. Rất tự tin, khóa nhanh. Tôi hay gọi đây là Thánh 6 phút GG. Đấng đấy, đấng Van Hên. Thế thì bên này là có hai đấng đúng không? Đấng Batman này. Đấng Batman và đấng Van Hên. Đấng Van Hên. Đấy. Đấng Van Hên là biểu tượng của Liên Quân Mobile rồi. Không được bàn cãi gì nữa. Và trận đấu này thì sẽ có Batman đi trợ thủ đúng không? Van Hên sẽ đi đường đơn, bố đường đơn, Real Madrid dừng. Trong khi đó bên phía bên kia, Malok tôi nghĩ rằng sẽ đi trợ thủ, lau đeo đường giữa. Đúng rồi. Và có thể là dừng là Valet, còn đi đường đơn sẽ là Lindis. Tôi đang nói đến việc là ngày xưa ở trên bảng xếp hạng bậc cao có xuất hiện một cái game thủ đánh Violet đi trợ thủ. Tức là thực ra thì nói là trợ thủ thì cũng không hẳn là như thế, nhưng mà anh ta giúp cho rừng ăn cực nhanh và anh ta đi cùng rừng thì với việc anh ta đi cùng rừng thì tiến đến những cái gọi là trụ của đối phương cũng rất là nhanh. Thì cùng với lại cả ví dụ như là một vị tướng như Nakroth chẳng hạn thì nếu như có lợi thế về việc là đến sớm và kết thúc được mạng của đối phương thì với Violet trong tay anh ta hoàn toàn có thể vào được trụ đối phương. Và phong cách đánh này thì thời điểm sau thì anh ta sẽ dần dần chuyển sang farm chứ không còn đi trợ thủ nữa. Anh ta chỉ giúp rừng ở trong những cái vòng rừng đầu tiên mà thôi. Phong cách đánh cũng rất là hay. Thì những trận đấu này thì có vẻ như là Valet của chúng ta vẫn sẽ được đưa ra một cái đường cố định, đó là đường đơn. Trong khi đó thì trợ thủ của họ sẽ là Chokna. Malok, xin lỗi, đó là Malok. Thì Malok đã đi trợ thủ nhiều rồi. Malok chúng ta được xem nhiều trận đó là Malok đi trợ thủ rồi. PS-Man, Nanchin. Thì những chất tướng nó được thể hiện rất là rõ ràng rồi, nhưng cái quan trọng là bây giờ đi rừng như thế nào đây. Và giai đoạn đầu trận nếu như hai xạ thủ này mà xanh sao thì đó sẽ là một lợi thế. Còn ngược lại nếu như hai xạ thủ của bạn bị bóp nghẹt thì thực sự nó chẳng vui một tí nào cả. Đồng ý. Nhất là cứ đánh thẳng vào rừng với Batman, với đó là Ryoma, với đó là Van Hale. Van Hale những level đầu cực kỳ mạnh, tôi khẳng định luôn. Tức là level tầm khoảng level 2 chẳng hạn thì Van Hale là một cái chất tướng gọi là cấu rỉa tầm xa, gọi là rất mạnh, đánh rất khó chịu, thậm chí còn đứng trên được lính với một số vị tướng gọi là đánh tay gần, không thể áp sát được vào Van Hale. Rồi, và bây giờ sẽ là cướp rừng đến từ bên phía này. Đây. Và tấn công thẳng vào bên phía của đối phương. Đây rồi, Bão sẽ phải nằm xuống, anh ta rút ngắn khoảng cách lại, còn 6 mạng. Và cái bộ oxy đang mặc là Van Hale gì kia nhỉ? Tôi nhìn không rõ, làm thấy màu trắng trắng. Đó là vũ khí tối thượng à? Không, không. Không, đây là gọi là cái gì, nhìn hào hoa, nhìn hào hiệp quá. Đại công tử cái gì đấy tôi không nhớ lắm. Nhưng quay trở lại trận đấu này đi, thì đó là một mạng đến từ Bão. Rồi. Bão còn 6 lần nữa. Bão như thế nào nhỉ? Gọi là... 7 nấc thang lên thiên đường. Đúng rồi. Rồi. Thì bây giờ được có đúng 6... là phải lên thiên đường thật thì đấy. Đây là còn 6 nấc. Rồi. Còn 6 nấc nữa thôi. 6 nấc là mới cân bằng được số mạng của Kinnat thôi, tức là thôi chia sẻ vị trí thôi. Ít nhất là chia sẻ vị trí đã. Havana. Đấy, còn Havana thì sao? Havana sẽ thắng trong pha này nhờ cái trụ nhưng là Huề. Nhưng là Huề khi mà một bước chân đến từ anh chàng cho biết đã bước quá tầm rồi. Gum đang ở đây và đại công tước Oxy đang tiếp cận gần đại đây để có thể tấn công vào anh chàng Gum. Và anh ta băng trụ luôn, anh ta tấn công thẳng ra đằng sau. Và đây là hai người đẩy lính luôn cho máu. Nhưng nhìn bộ trang phục này thì nhìn đẹp trai hào hoa. Nhưng mà tôi thích cái bộ trang phục và vũ khí tối thượng hơn. Đấy là anh thích, còn anh ta không thích. Anh ta thích cái bộ đại công tước hơn. Đó. Thì bao nào bây giờ anh ta chỉ còn 5 bước nữa thôi. Vẫn sống. Thôi. Vẫn sống trong pha này. Hai thành viên còn lại đã phải lui về và may HLN đã giúp cho Bão sống sót lâu hơn. Có khi Bão không cần cái sự giúp đỡ đó đâu. Ta đang muốn chết. kiểu người tự tử mà tự nhiên là gặp sự cứu giúp nó cũng khó chịu, đôi khi cũng rất là khó chịu. Đang đứng trên thành cầu có đứa đến mà nó hạ xuống mình xuống là cũng khó chịu đấy. Rồi chỗ biết không dám xông vào đâu. Rồi có thêm cả Swipe vào nữa và tấn công thẳng và giáp lê bị kẹt lại, anh ta đã phải lên thiên đàng rồi. Malok dùng luyện ngục ra để chạy nhưng có cú chọc. Nhất kích cắt sát và đó là double kill dành cho Swain. Laurien thì ra cũng chỉ ngắm nghía mà thôi, có lẽ anh ta cũng không dám tiến sâu hơn, không cẩn thận là chết. Quiz nữa. Anh ta đứng im luôn pha này vì nếu như di chuyển anh ta rất có thể phải nằm xuống. Vẫn chiến thuật đó là chặn lính từ phía đằng sau để cho nên team mình có thể đẩy lính lên cao. Trận này thì bên phía của Football Team hình như lại có sự thay đổi khi tôi thấy Swain cầm cho mình đó là Batman đi trợ thủ. Nói chung là thích đánh gì thì đánh thôi, giờ tầm này là thích chơi gì thì chơi thôi. Hỏi tại sao chơi thì bảo là tôi thích. Đường trên kìa, đường trên nó có giao tranh. Và có vẻ nói là với hai xạ thủ này em không tỏ rõ được hiệu quả cho lắm khi mà đồng đội bạn vẫn đang bị thua như thường. Havana bị tấn công, nhất kích tất sát và loạn trảm để hồi máu và KT chưa phải nằm xuống trong pha này.
và đó sẽ là hai điểm hạ gục ở khu vực đường trên. À chưa, và đó sẽ là một điểm hạ gục thôi, và Bão sẽ tới. Bão hay quá, không giết được thêm ai cả, và đã có trụ cùng với điểm hạ gục ở khu vực đường trên, và Swire tiếp tục là người tỏa sáng nhất với điểm bộc phá trong tay. Swire cái việc mà anh ta lấy mạng đối phương thì tôi đánh giá bình thường, nhưng cái việc mà anh ta bình tĩnh ở lại để kết thúc cái trụ thì cũng tương đối là hay đến từ Swire. Now Wiz thôi lôi điều nhưng bị chặn lại, và sau đó họ vào thẳng nhà chính của mình, nhưng có vẻ như Wiz vẫn đang không buông tha cho điều đó. Nhưng cái quan trọng là bên JT vẫn sống. Có một cái fun fact về việc Swire chia sẻ rằng khó nhất không phải là lên thách đấu mà vượt qua danh bạch kim. Thì thực ra là như thế này, trong cái thời điểm đầu mùa khi mà các bạn bị reset rank, bạn quay trở lại với rank bạch kim và vượt qua được gọi là cái khoảng thời gian và đánh cùng với những người không cùng đẳng cấp với bạn ở vị trí đồng đội của bạn, tức là đấy là leo đơn ấy, thì cũng là tương đối là khó khăn. Có nhiều tình huống chưa kịp đánh mà đã thấy đồng đội fit 0607 không có cái cửa nào để có thể bật được, và Swire đang gặp tình cảnh đó và anh ta than rằng khó hơn cả lên thách đấu, đó là vượt qua được rank bạch kim. Rồi, nhưng mà đừng vì điều đấy mà chúng ta đi cày thuê nhé. Đúng vậy. Đừng vì điều đấy mà chúng ta đi cày thuê là sẽ nát một đời đó. Quay trở lại trận đấu này đi, thì cái mùa xanh đã được hướng tới và họ đang giao tranh liên tục. Nó có vẻ như hai xạ thủ này nó cũng chẳng giải quyết được cái vấn đề gì cả. Không sao. Và Zaplay đã phải nằm xuống rồi. Bão trận này thì chơi cái này khá an toàn. Đánh tỉnh táo hơn. Tức là từ sau pha nhảy cầu mà được đồng đội cứu thì có vẻ như ta nghĩ lại. Cảm thấy yêu đời hơn, cảm thấy cuộc sống vẫn còn rất nhiều ý nghĩa với mình, việc gì mà cứ phải quyên sinh như vậy. Và Bão đang anh ta chơi đúng kiểu một phong cách kiểu mặc kệ sự đời, tôi cứ đứng ở đường giữa và tôi farm thôi. Anh ta không tham gia, tôi để ý là đến 90% là anh không tham gia, anh ta chỉ đứng ở đường giữa thôi. Và Bão bật đại phán xét quay ra tấn công. Nào. Người gặp nguy hiểm là Wiz, anh ta đang dùng lôi điều để có thể lùi ra. Bão vẫn còn sống sót trong những pha này. Và Bão sẽ chưa lên thiên đường, anh ta có bất tử. Bất tốc biến lên. Bão và phải nằm xuống rồi, anh ta còn 5 bậc thang. 5 bậc thang. Trong tình huống trước đấy thì anh ta cũng có lên hỗ trợ đường trên và cũng có lấy được mạng hạ gục, một mạng hạ gục. Nhưng mà tình huống vừa rồi thì cũng hay đấy, cũng cái bất tử cũng hay đấy. Nhưng mà rất tiếc là hay chưa đủ. Vì Swire còn, vì băng trụ đến từ đối phương. Quất rồi và Wum lao vào tấn công vào Wiz. Cẩn thận, nhưng chết ngược nha. Có thể chết ngược trong pha này. Không. Wiz đang dùng lôi điều để có thể lui đi để cố gắng cấu thêm một chút máu. Và Wum sẽ phải nhai kẹo cao su và không thể làm chỉ được điều gì hơn. Trong tình huống vừa rồi thì Gu muốn lách sang để có thể quất roi vào Wiz, nhưng rất tiếc là lách thì kịp nhưng mà quất roi thì không kịp. Rồi, thân thánh Swire sẽ phải nằm Jerry gì đó. Sẽ phải đắm xuống rất khó để chạy trong pha này. Bão có mạng thứ hai. Bão đã có mạng thứ hai trận đấu này. Có vẻ trận đấu này thì Bão xanh sao hơn so với các trận đấu khác. Khu vực đường dưới thì Oxy vẫn đang đẩy vào cái kèo này, anh ta rất dễ thở khi mà Malok đang tay ngắn hơn, và chưa kể một chất tướng anh có khả năng làm choáng nữa thì Malok rất khó để có thể chạm vào người của bạn. Đồng ý, tức là nếu mà đối phương ép lên thì Van Hên không thể thể hiện được nhiều thôi chứ còn. Nào, thôi, hỏng, chết. Thế là được rồi. Ôi, cái hai cái xác nào xuống. Được, đó là một pha đổi huề khu vực đường dưới, ít nhất là bạn lấy được mạng của đối phương. Nói chung Van Hên trong tình huống đó thì hơi chủ quan. Và anh chàng HLN thì cầm Malok cũng khá là tỉnh táo, quẹt một cái rồi nhảy lên rồi sau đó quẹt cái thứ hai đổi mạng cùng với lại cả Van Hên trong tình huống đó thì cũng khá là thành công rồi. Và trận đấu này có vẻ là trận đấu mà bên phía của JT xanh nhất trong cả ba trận. Thật ra là do bên phía Football Team chơi Zolo hơn. Đến phút thứ 7 rồi mà mới có 4.000 tiền thôi, giáp tay thần kỳ có thể lui được nhưng không thể nào chạy thoát khỏi chú chim điện đến từ Tulen. Và hãy nhớ lôi điểu sẽ được hồi lại khi mà kết thúc mục tiêu và anh ta hạ gục tiếp của đối phương. Double kill của khu vực đường dưới dành cho bên phía của Phố Bảo Team. Thì phải nói là Phố Bảo Team không xanh sao vào trận thi đấu trước là do họ đổi vị trí quá nhiều của đội hình. Thứ nhất là xuất hiện của Van Hein. Thứ hai nữa là về việc Swire đang đóng vai trò đi rừng rất tốt thì anh ta chuyển sang vị trí gọi là trợ thủ. Nhưng mà thực ra anh ta xanh nhá, anh ta có được điểm huyền thoại ở tầm khoảng phút thứ 5. Và tiếp đó là việc KT chuyển vào rừng, nói chung là thay đổi tứ tung lộn xộn hết cả lên, chỉ có thấy có vẻ đánh đúng vị trí thôi. Từ cả 5 thành viên từ bên phía không có tìm, nhưng nói chung là họ thay đổi nhưng họ vẫn xanh và được, không xanh. Có vấn đề gì cả. Và đây sẽ là một pha ép này, Oxy tốc biến rất Swire. Nhanh để né được tôi cái cần cú xem Swire. Tấn công đến từ hai thành viên này nhưng luyện ngục sẽ giữ chặt lại Oxy. Oxy không làm điều gì cả. Và anh chàng Bão chỉ còn 4 bước chân nữa thôi, anh ta đã phải nằm xuống trong pha này. Goom bây giờ bị kẹt lại, cả 4 thành viên đều đang ở đây và một cú lôi động rất hay để đưa chú chim vào tận mặt của bên phía JT. Đó là một pha lôi động gọi là cực kỳ hay đúng không? Lách qua được khe cửa hẹp để có thể đến vị trí của
Gum thì phải. Dù hang có hẹp nhưng mà chim của anh vẫn là tới nơi. Đó okay. Là Whis sử dụng một pha lôi điều rất đẹp. Whis đến từ bên phía của phố Bò Tín cũng rất điêu luyện trong pha này. Và Whis đã tấn công tiếp nhưng có vẻ anh ta nên lui về khi mà đồng đội của anh ta đã lui về rồi. 16-6 là những gì phố Bò Tín đang tạo ra trong trận đấu thứ 3. Whis tiếp tục nào, tiếp nào. Tục khỏe. Ừ, vẫn chưa thấy dùng chim. Nhưng mà HLD vẫn còn đầy máu. Chim không không nên vứt vào lúc này. Đồng ý. Nói chung là mang chim vào để đối đầu với Malok thì chắc cũng không hiệu quả. Đối đầu với những vị tướng kiểu yếu đuối, yếu, yếu đào tơ như kiểu... Bão đúng không? Bão rồi. Thì là hợp lý đúng không? Rồi Violet của Giáp Lê nó sẽ kiểu... Mạnh hơn. Đúng, mạnh hơn, mê hơn. Và phố Bò Tín sẽ làm gì đây? Họ đang bắt kìa. Vào Wonder Woman của Goom. Ôi, chạy ngược Goom thế này đang chắc chạy chết rồi. Ngược nhưng có vẻ như tốc độ chạy của anh ta nó sẽ vừa đủ nhưng chạy và đứng cụt mất rồi. Khu vực đường giữa có giao tranh nhưng có vẻ như JT cũng đang là người thua trong pha giao tranh đó. Họ không lấy được gì cả. Goom quay trở lại để cùng với những đồng đội của mình cho trận đấu thêm hấp dẫn. Và anh ta cũng đang có một chỉ số mạng là 1-4. Người xanh sao nhất có lẽ là Violet cùng với lại cả Bão. Ồ, sao lại chết? Vừa nói đến xanh sao nhất xong. Giáp Lê nào, đã Bão. Phải về quê rất nhanh. Nào, Bão đây một tấn công vào KT nhưng ta sự sát thương là chưa nhiều. Ui, Van Helsing đang chạy sang rất nhanh. Whis cũng tới. Và đó là một pha làm choáng hay không đây. Đã kịp tốc biến in từ Havana để né những lượng sát thương tiếp theo. Trụ khu vực đường giữa được giải quyết đi rất nhanh và phố Bò Tín đang tấn công thẳng vào một đường lính. Họ đang muốn có một đường lính mega để giải quyết trận đấu này nhanh chóng hơn. Ai giúp Bão đi, ai giúp Bão đi. Thương Bão đi. HLN. Nhưng anh ta đã lui vào trong rồi. Và có vẻ như đến lúc này là out đồ rồi. Tiền đè chết người rồi. Rất khó để đánh cái pha như này. Thậm chí là Giáp Lê bắn như gãi ngứa kìa. Ừ. Wow, hai cái vòng đặt ra ở khu vực đường mid nhìn cũng khá là hình tượng. Goom lao vào, giáp tên kỳ làm chân ba người vào đó là luyện ngục hất tung được cả ba thành viên và bắn chim kịp và Goom đã phải nằm xuống. Squire đã hạ gục mục tiêu rất nhanh chóng. Anh ta đang cố gắng gây chạy đi nhưng Bão đang cố gắng tỏa sáng nhất có thể. Anh ta bấm bất tử, còn đó là đại phán xét và anh ta đã phải nằm xuống trong pha này. Một mình Havana ở lại trên sân và Bão chỉ còn ba bước chân. Cũng càng đấy nhỉ, còn ba bước kịp không? 4 mạng đúng rồi, 3 bước không khó kịp đấy. Khó lắm. Đối phương lấy được cho mình cả hai cái trụ cùng một lúc rồi. Bên phía của phố Bò Tín không muốn đánh nhả nhớt. Nếu như bên phía phố Bò Tín đánh nhả nhớt thì có lẽ là cơ hội cho Bão vẫn còn. Nhưng mà phố Bò Tín đánh dứt khoát quá. Sân bay rồi. Và đó là một cái khoảng không rất to dành cho bên phía của J-Team. Bây giờ họ chỉ chơi phong cách là chống cổng mà thôi. Lính đẩy lên mấy con lính mega bắn và chờ đợi bên phía phố Bò Tín dứt điểm. Tôi đánh giá mấy con lính đây có khi đam co cao hơn cả một số thành viên của bên phía J-Team. Thực sự là như vậy. Thật đấy. Solo với lính là thua đấy. Bây giờ nhá, Giáp, tôi nghĩ là Giáp Lê với cả Havana với bắn không bằng 3 con lính siêu cấp đánh luôn. Có lẽ thế. Đấy, anh hiểu không? Bắn một chiêu cuối này, bắn thường này anh. Nó chỉ mất có một tí máu thôi từ Một từ tí thôi. Máu thôi và lao vào đấy từ cho biết ta hất tung vào Bão. Và Bão sẽ phải nằm xuống trong pha này. Nhưng mà Whis cùng với cho biết phản đã phải nằm xuống rồi, phản kháng rất mạnh mẽ. Thôi, nhưng Havana sẽ đi e trong pha này. Giáp Lê sẽ là người tiếp theo. Quá đà rồi, quá đà anh ta rồi. Cả đội bên phía dây team đều được ăn lê trong pha này. Và quét sạch dành cho bên phía của phố Bò Tín. Bây giờ làm gì? Giả lại đi giả. Đi ra rồi lại đi vào. 15 giây nữa, nói chung là muốn kết thúc thì tôi nghĩ là trận thi đấu kết thúc rồi đấy. Thôi kết thúc rồi. Thế thì rất tiếc cho Bão. Bão còn 2 mạng nữa. Bão còn 2 mạng và không kịp đúng không? Và không như vậy là Kinas. Cái ngôi vô địch dành cho người chết nhiều nhất vẫn thuộc về cho Kinas. Nhưng dây tin vẫn có một chức vụ vô địch, đó là đội tuyển thua nhiều nhất và không có trận thắng nào cả. Một huyền thoại mới ở trong đấu trường danh vọng mùa xuân này. Và nếu như dây team vẫn trở lại thì đấu trường danh vọng mùa sắp tới thì họ sẽ phải cải tổ rất nhiều trong đội hình. Bão thực ra nói thật là Bão thi đấu cũng không phải là quá tệ. Ở trong những vòng thi đấu đầu tiên anh ta vẫn có một cái sức gánh team tương đối tốt. Nhưng rất tiếc là đồng đội của anh ta thi đấu không. Và không như vậy là Swy anh ta có cả MVP trong cả 3 trận đấu đúng rồi. Mặc dù đó là trợ thủ nhưng Swy vẫn có được MVP. Điểm MVP cũng cực kỳ ấn tượng, đó là 12-27. Rất 15. Cao so với những người đồng đội của mình. Tức là Swy hoạt động quá năng nổ. Và như vậy trận đấu này là Swy chơi ở hai vị trí khác nhau và đều có thành tựu là MVP. MVP. Anh ta có được một thành tích rất tốt trong trận đấu ngày hôm nay. Thực ra Ram thì cứ cho là anh ta đi rừng đúng không? Vì Ram cũng thường xuất hiện ở vị trí đường rừng ấy mà. Thực ra trận đấu này anh ta chẳng khác gì một vị thực đấu sĩ bình thường cả. Thậm chí đây là một sát thủ. Là một sát thủ. Sát thủ. Và như vậy là JT đã tiếp tục thua.
Và phố Botin thì vẫn ở vị trí số 5, mặc dù họ có hiệu số nó cũng đẹp đấy, nhưng mà họ vẫn chỉ ở vị trí số 5 mà thôi. Dù sao chăng nữa thì cũng là một số 5 xứng đáng hơn với việc họ có cho mình đó là 3 chiến thắng. Họ vượt qua được đó là Thái Nguyên TTN cùng với Evos Team cùng có 2 chiến thắng để có được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng. Còn vị trí thứ 6, vị trí thứ 7 lần lượt thuộc về Evos Team và Thái Nguyên TTN. Thì vị trí thứ 8 thì tất nhiên đó là của Dẹp Team rồi. Còn bây giờ thì có lẽ là chúng ta đến với thông tin của những đội tuyển ở khu vực top đầu thì sẽ là hấp dẫn hơn, khi mà các đội tuyển top đầu của chúng ta đó là Sài Gòn Phantom, đó là Team Flash, đó là Ari Sport và đó là Game TV. Những đội tuyển rất mạnh sẽ cạnh tranh nhau để cho cái suất cuối cùng vào trận chung kết đối đầu với Sài Gòn Phantom. Hai suất đúng không? Và chúng ta sẽ có hai suất. Một suất của Sài Gòn Phantom rồi. Rồi đúng rồi, và thêm một suất nữa. Chúng ta chờ đợi suất cuối cùng đến từ màn cạnh tranh giữa ba đội tuyển gọi là Tam Quốc phân hà, giữa Team Flash, giữa Game TV và Ari Sport. Và đó sẽ là một cuộc chiến tôi nghĩ rằng rất cắn go, khi mà cả ba đội tuyển đều có khá nhiều ân oán với nhau. Ân oán nhiều. Có rất nhiều ân oán, đặc biệt là Game TV và Team Flash đã có rất là nhiều lần tranh cướp. Và trong cái mùa trước thì Game TV đã có một cái chiến thắng rất vượt trội so với cả bên phía tên cũ của Team Flash, đó là Pro E. Thì đến năm nay thì không biết sẽ là như thế nào. Còn nhớ đó là kể cả về việc Aris đối đầu với lại cả Game TV, thì trong cái trước cái trận đối đầu giữa Aris và Game TV thì đó là trận thi đấu giữa các nhà gọi là cựu vô địch và tân vô địch. Thì Game TV mùa giải vừa rồi đóng vai trò đó là đội vừa mới vô địch xong. Còn Aris Esports thì có đến 2 chiếc vô địch cùng với đấu trường Danh Vọng, và họ có những cái màn ăn miếng trả miếng trong đối đáp rất là mạnh mẽ đến với nhau. Thì đó cũng là một cuộc đối đầu rất là ân oán, khi mà đây là những đội tuyển giàu thành tích nhất của bên phía đấu trường Danh Vọng của Việt Nam. Như vậy thì có vẻ như là MVP vẫn thuộc về Squire vẫn là rất xứng đáng đúng không? Chúng ta sẽ thêm lại là 12-27 này, 10.5 này và 8.447. Và đó sẽ là thêm một cái thành tích lớn vào cho bàn tay của Squire, khi mà anh ta đang có một thành tích đó là cả 3 trận đấu đều của MVP, và đặc biệt là anh ta chơi ở cả vị trí trợ thủ này nữa. Trận thi đấu thăng hoa của Squire. Một trận thi đấu rất thăng hoa dành cho bên phía của phố Botin. Đồng ý. Rồi, chúng ta đến với kết quả của thi đấu này. Thì với kết quả mà Dẹp Team chịu thất thủ 0-3 trước Football Team nữa, chúng ta có được kết quả đó là Aronis thua Team Flash là 0-3. Bên phía của Sài Gòn Phantom thì có chiến thắng với lại cả Thái Nguyên TTN với tỷ số là 3-0. Game TV thì cũng có chiến thắng trước Evos Team với tỷ số là 3-1. Và trên bảng xếp hạng ở thời điểm hiện tại, chúng ta có được Sài Gòn Phantom ở vị trí đứng đầu, Team Flash đứng thứ 2 với việc họ chiến thắng trước Aris Esports và họ có được cùng cái hiệu số về đối đầu. Sau đó thì họ vươn lên đứng thứ 2 nhờ cái hiệu số về điểm hiệu số cuối cùng. Còn Game TV đứng thứ 3, Ari Esports chịu chấp nhận đứng thứ 4 với việc thua Team Flash với tỷ số 3-0. Và như vậy là nhìn qua về cái đống lộn xộn này thì cuối cùng chúng ta đã có được 3 cái tên, đó là Team Flash, Game TV và Ari Esports. Họ sẽ là 3 thành viên sẽ có cuộc đối đầu trong vòng playoff vào tuần sau. Và đây thì là nấc thang của chúng ta. Hãy xem nấc thang, đó là vào ngày 13 tháng 4 là Game TV đối đầu với cả Ari Esports. Và người chiến thắng là một ai đó sẽ đối đầu với Team Flash vào ngày 14 tháng 4. Thì đó sẽ là thứ 6 và thứ 7 của tuần sau. Thứ 6 và thứ 7. Và khi mọi thứ đã được an bài, thì chúng ta sẽ tìm ra cái tên được đánh vòng chung kết để tìm ra tấm vé đi tới Los Angeles. Và nên nhớ trận chung kết đó được tổ chức trực tiếp ở khu vực miền Nam với việc tổ chức gọi là cũng là gần với ngày đại lễ, thì đây cũng có thể gọi là một ngày lễ lớn đối với cả Liên Quân Mobile Việt Nam, khi Sài Gòn Phantom sẽ đối mặt với một đội tuyển nữa trong trận tranh chung kết gọi là cực kỳ hấp dẫn. Trận thi đấu trực tiếp, đối đầu trực tiếp giữa các đối thủ. Còn bây giờ chúng tôi sẽ xin nghỉ ngơi và hẹn gặp lại các bạn vào ngày 13 tháng 4 tuần sau.